8 hiệu ứng tâm lý được ứng dụng vào marketing. Thưa quý vị, trong thế giới của marketing và quảng cáo, việc hiểu biết về tâm lý con người đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ để thu hút sự chú ý mà còn ảnh hưởng sâu sắc đối với quyết định mua sắm của khách hàng. Vì thế, hiệu ứng tâm lý đang trở thành yếu tố then chốt để xác định cách mà người tiêu dùng phản ứng với thông điệp và sản phẩm của một thương hiệu. Và sau đây, Xuân Ngọc xin giới thiệu 8 hiệu ứng tâm lý phổ biến được ứng dụng vào marketing mà các bạn trẻ nên chú ý nếu muốn dấn thân vào lĩnh vực này. Đầu tiên, ta có hiệu ứng chim mồi. Hãy tưởng tượng nếu ta bước vào một tiệm tạp hóa và thấy hai sản phẩm, điều đầu tiên ta xem xét là giá thành. Nếu mà đứng trước hai sự lựa chọn, thông thường khách hàng sẽ có xu hướng chọn giá thấp hơn. Tuy nhiên, khi thêm một lựa chọn thứ ba ở giữa có giá cách xa lựa chọn giá rẻ và gần bằng lựa chọn giá cao, khách hàng sẽ có xu hướng mua sản phẩm giá cao vì có cảm giác hời hơn. Và đó chính là hiệu ứng chim mồi. Khi công ty đưa ra một sản phẩm hay dịch vụ chim mồi có giá trị thấp hơn để khiến một sản phẩm hay dịch vụ có giá trị cao hơn, không quá nhiều, trở nên hấp dẫn hơn. Có lẽ là bạn không nhận ra nhưng mà hiệu ứng chim mồi á, là một chiến lược thường xuyên được các công ty ứng dụng trong định giá sản phẩm để hướng khách hàng mua loại sản phẩm mục tiêu mà doanh nghiệp muốn bán nhằm gia tăng doanh thu hoặc là thúc đẩy nhanh chóng hàng tồn kho theo ý muốn. Ví dụ như là sản phẩm là thức uống đi, có 3 size với các mức giá khác nhau, size nhỏ có giá 25.000 đồng, size thường thì là 40.000 đồng và size lớn là 45.000 đồng. Với 3 phương án lựa chọn như trên, sản phẩm chim mồi ở đây chính là sản phẩm size M. Sản phẩm này chính là nhân tố tác động đến việc người mua sẽ lựa chọn sản phẩm size L nhiều hơn. Nếu không có sản phẩm ở giữa, hầu hết mọi người sẽ lựa chọn mua sản phẩm size S với mức giá 25.000 và sẽ không có mong muốn upsize. Dựa trên hiệu ứng chim mồi mà doanh nghiệp có thể điều hướng lựa chọn của khách hàng theo ý muốn để bán được sản phẩm hay dịch vụ cần bán. Tiếp đến chính là hiệu ứng mỏ neo. Và để hiểu rõ hơn hiệu ứng mỏ neo là gì, hãy cùng nghe qua một ví dụ sử dụng phương pháp này. Ví dụ bạn đang đi mua sắm và đi ngang qua một sản phẩm giảm giá từ 500.000 đồng giảm xuống còn 249.000 đồng. Kể cả bạn trước đó có hay không ý định mua món đồ này, nhưng mà bạn cũng sẽ khó cưỡng lại mức ưu đãi gần 50%. Trong trường hợp này, mức giá gốc 500.000 đồng chính là mỏ neo, khiến cho khách hàng luôn có suy nghĩ giá trị sản phẩm tương xứng với số tiền đó. Do đó mà khi mua với mức giá sale, họ sẽ cảm thấy được hời vì chỉ chi có 249.000 thôi mà đã có thể sở hữu sản phẩm trị giá 500.000 đồng. Qua đó ta có thể thấy rằng hiệu ứng mỏ neo chính là phương pháp dùng để chi phối tâm lý về thông tin, khiến cho khách hàng tập trung vào phần thông tin đó và đưa ra phán đoán hay là quyết định mua hàng. Hiệu ứng tâm lý này hoạt động dựa trên việc so sánh giữa thông tin gốc hay mỏ neo ban đầu với thông tin được thay đổi nhằm kích thích quyết định mua sắm của khách hàng. Hiệu ứng tâm lý thứ ba thường thấy trong marketing là hiệu ứng tương hỗ. Hiệu ứng tương hỗ nói về tâm lý của việc trao đổi hai chiều dựa trên mong muốn cân bằng các mối quan hệ giữa con người với nhau. Thông thường, con người thường cảm thấy là muốn được giúp đỡ hoặc là đáp lại tương đương khi mà họ nhận được một cái điều gì đó. Các nhãn hàng biết rõ điều này nha, nên là thường xuyên tổ chức các chương trình tặng quà, các chương trình tiếp thị trải nghiệm hay là dùng thử sản phẩm. Vì khi mà khách hàng nhận được các sản phẩm quà tặng, họ thường có mong muốn đáp lại bằng cách mua sản phẩm khác để ủng hộ thương hiệu ngay cả khi họ không thực sự cần nó. Một biện pháp marketing hiệu quả khác mà chắc chắn người mua hàng nào cũng từng gặp phải chính là hiệu ứng combo. Khi mà công ty kết hợp nhiều sản phẩm lại với nhau để tạo thành một gói sản phẩm hấp dẫn và thu hút khách hàng hơn, thường á, khách hàng sẽ có tâm lý khi mua sắm là thích mua nhiều hơn là mua ít. Vì vậy, các nhãn hàng thường sẽ tung ra các combo sản phẩm sẽ bao gồm một sản phẩm nổi bật nè, bán chạy kèm với một số sản phẩm bán chậm để giải quyết tình trạng tồn kho hoặc thúc đẩy số lượng sản phẩm bán ra. Ngoài ra thì combo cũng thường được sử dụng để mà quảng cáo cho sản phẩm mới. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong những dịp đặc biệt như ngày lễ Black Friday hoặc là sự kiện tri ân, kỷ niệm thành lập của một thương hiệu. Khi đó khách hàng thường có tâm lý rằng những combo này có 1 không 2, không phải ngày nào cũng mua được nhiều với những sản phẩm mức giá rẻ như thế này, dù có một số sản phẩm trong combo mà khách hàng sẽ không mua nếu bán riêng lẻ. Một hiệu ứng tâm lý khác được sử dụng nhiều không kém chính là hiệu ứng khan hiếm. Đây là cách để tạo ra áp lực cho khách hàng tận dụng yếu tố giới hạn, số lượng có hạn hoặc chỉ còn duy nhất bao nhiêu đây sản phẩm để thúc đẩy khách hàng mau chóng mua sản phẩm đó trước khi nó bán hết.
hiệu ứng khan hiếm bắt nguồn từ tâm lý FOMO, sợ bỏ lỡ của con người. Khi mà chúng ta thấy một cái thứ gì đó hiếm hoi đi, thì ít người có được, chúng ta sẽ nảy sinh mong muốn sở hữu nó ngay lập tức. Điều này khiến chúng ta coi trọng sản phẩm đó hơn và sẵn lòng trả số tiền lớn hơn để có được nó. Khi ứng dụng hiệu ứng tâm lý này, các khuyến mãi sẽ thường đi kèm với việc đếm ngược thời gian hoặc giới hạn số lượng, gây nên mức độ khan hiếm, giúp thúc đẩy quyết định mua hàng nhanh chóng của khách hàng. Hiện tượng tâm lý sau chắc hẳn là ai cũng đã từng nghe qua, và đó chính là hiệu ứng tâm lý đám đông. Khi một số lượng lớn người tham gia vào một hành động nào đó do sự ảnh hưởng từ các thành viên khác, thay vì dựa trên suy nghĩ cá nhân hoặc là các thông tin cụ thể, thậm chí là những hành vi đó không có cơ sở hoặc không chắc chắn, hiệu ứng này dựa trên tâm lý tò mò của con người. Khi mà nhìn thấy một đám đông dài đứng trước một cửa hàng nào đó, thông thường thì người đi đường sẽ dừng lại một chút để quan sát xem có điều gì đặc biệt đang diễn ra không. Tuy nhiên thì hiệu ứng này không chỉ tạo ra sự quan tâm tạm thời mà còn gây ấn tượng về thương hiệu trong tâm trí của khách hàng. Ngoài ra thì nó tạo cảm giác an tâm khi thấy nhiều người phải xếp hàng trước một cửa tiệm. Người dùng sẽ tự động nghĩ rằng nơi này cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng cao mà ai cũng sẽ tin dùng. Tiếp theo chính là hiệu ứng đóng khung tâm lý. Đây là một phương pháp dùng để thay đổi suy nghĩ khách hàng một cách có mục đích, mang hàm ý tích cực hoặc tiêu cực. Các doanh nghiệp thường sẽ áp dụng hiệu ứng này để làm nổi bật các đặc tính ưu việt của sản phẩm. Chẳng hạn như là khi bạn đang tìm kiếm một cái chiếc áo khoác hoặc là phải đối mặt với hai sự lựa chọn như sau. Sản phẩm A có giá bán là 200.000 đồng, còn sản phẩm B thì đang được giảm với mức là 50% trên toàn bộ giá bán lẻ 400.000 đồng. Mặc dù là cả hai lựa chọn đều có giá trị tương đương thôi, tuy nhiên là lựa chọn B sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn. Khách hàng sẽ có cảm giác là tiết kiệm được tới tận 200.000 đồng khi mà chọn lựa sản phẩm B. Hoặc với cùng một sản phẩm là mỹ phẩm thuần chay đi, thì cách truyền tải thông tin có thể mang lại. Nếu mà một sản phẩm có thông điệp tích cực, 90% nguồn gốc hữu cơ không gây hại cho sức khỏe, thì nhiều người sẽ cảm thấy an tâm khi sử dụng nó. Ngược lại, cùng một sản phẩm nhưng lại được truyền đạt khác nhau theo chiều hướng tiêu cực như 10% tỷ lệ hóa học, không ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng thì không có ai dám mua cả. Qua đây ta có thể thấy cách truyền đạt tích cực sẽ khiến cho khách hàng có thiện cảm hơn với sản phẩm và đóng khung tâm lý đây là một sản phẩm thuần chay, an toàn cho sức khỏe. Cuối cùng, ta có hiệu ứng tâm lý lan truyền. Là quá trình mà một thông điệp được truyền tải từ người này sang người khác và có ảnh hưởng đến quyết định cũng như hành vi mua sắm của người dùng. Nghiên cứu của Nielsen vào năm 2018 chỉ ra rằng có tới 92% người tiêu dùng tin tưởng vào các đánh giá của các khách hàng đã trải nghiệm qua sản phẩm. Đặc biệt, ta cũng cảm thấy an tâm hơn khi mà mua đồ được giới thiệu từ gia đình hay bạn bè. Nắm rõ điều này, hiện nay thì các công ty có xu hướng thay đổi cách quảng bá sản phẩm của mình. Thay vì cách truyền thống sẽ quay các đoạn quảng cáo chuyên nghiệp và chiếu trên TV, thì đây các doanh nghiệp thường xuyên book những người nổi tiếng trên mạng xã hội để quảng bá sản phẩm của mình. Vì những người này thường sẽ có được sự quan tâm và tin tưởng từ những người theo dõi của mình. Trong mắt người tiêu dùng, những video giới thiệu sản phẩm như thế này thì sẽ như là một cái người bạn thân thiết của mình tìm được món đồ hay và muốn chia sẻ đến mình. Chứ họ không cảm thấy là cái người này đang cố gắng bán sản phẩm cho mình, khác với những quảng cáo được chiếu ở trên TV. Vì thế mà người dùng sẽ cảm thấy an tâm hơn và nhiều khả năng sẽ mua một sản phẩm dựa trên lời giới thiệu của những người khác. Nhìn chung, ứng dụng các hiệu ứng tâm lý phù hợp trong lĩnh vực tiếp thị không chỉ đơn giản là một phần của chiến lược mà còn là một yếu tố không thể thiếu để kết nối khách hàng. Từ đó thì các doanh nghiệp có thể tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, giúp cho họ cảm thấy hài lòng và tin tưởng hơn vào các sản phẩm hay dịch vụ, giúp tăng doanh thu và đồng thời xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Thời lượng chương trình Lăng Kính Tâm Lý Học đến đây cũng xin được phép khép lại. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.